Thông tin Mỹ chính thức mở cửa với trái dừa của Việt Nam đang khiến thị trường dừa trong nước có nhiều tín hiệu tích cực. Giá dừa tươi tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trở lại sau thời gian trầm lắng. Nếu như đầu năm 2023, giá dừa tươi chỉ ở mức 15 đến 20.000 đồng một chục thì hiện nay đã tăng lên 60 đến 65.000 đồng. Hiện Việt Nam đứng thứ 7 về sản xuất dừa trên toàn thế giới, diện tích trồng dừa vào khoảng 188.000 ha, tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long.